Dòng sông như một khám phá của Nguyễn Tuân. Dòng sông như một khám phá của Nguyễn Tuân. Nhiều chúng chấp dịu dàng đấy, chốc lại bản tính và gắt gỏng thác lũ ngay đấy. Ba nguồn được viện cảnh Đông Vân Nam Trung Quốc. Việc học thuộc của em giống như là học Việt vậy. À, bình thường em chỉ đọc to lên và học thôi. Cũng không có tìm được phương pháp gì học tập cho mình. Em phải thay đổi cái học văn thôi. Mục tiêu của em bây giờ là tìm thấy một cái lý do, một cái phương pháp học khiến em thấy hứng thú để em chăm chỉ học văn hơn. Đây là vở buổi sáng nay của Ngọc Anh đúng không? Dạ vâng. Bình thường ấy, khi mà sau một cái bài học như thế này trên lớp thì em về em thường học lại bài bằng cách như thế nào? Em thường chỉ đọc lại bài theo hình thức này thôi ạ. Tức là mình sẽ cầm nguyên quyển vở này và mình ngồi đọc từ đến cuối luôn đúng không? Vậy thì là khi mà mình đã ghi được bài tốt như thế này rồi, nhưng mà mình về nhà ấy, mình chỉ đọc lại từ đầu ấy, thì nó sẽ cho giúp cho em nhớ những cái lúc đấy. Nhưng mà khi mà có bài kiểm tra hay là cuối kỳ ấy, hoặc là kết thúc một năm học để có cái bài kiểm tra lớn ấy, thì để em có thể hệ thống lại và nhìn lại những cái phần mình đã học được thì nó sẽ rất là khó nhớ đúng không? Vậy thì hôm nay thì chị sẽ chỉ cho Ngọc Anh những cái cách để cho mình có thể là ghi chép tốt hơn nữa. Ngọc Anh ghi bài ở trên lớp thì khá là chi tiết và đầy đủ. Ngọc Anh đã biết áp dụng những cái màu sắc bút khác nhau như là bút đỏ và bút xanh. Và một cái ưu điểm của bạn là bạn đã viết bút nước, thì khi mà ghi chép vở thì nó sẽ sáng chữ hơn và ghi chép rất là đầy đủ. Mình nghĩ là với cách ghi vở của Ngọc Anh để có thể tốt hơn nữa thì mình có thể là sử dụng cái cách ghi thông minh thôi. Đó chính là một bên là mình ghi chữ và một bên là mình để trắng, để sau này khi về nhà mình có thể có cái khoảng không để có thể hệ thống lại kiến thức nó rõ hơn thôi. Trong quá trình ghi trên lớp thì em chỉ ghi một mặt bên trái thôi và bên phải thì em sẽ bỏ trắng nhá. Để mình về nhà mình có thể thực hiện thêm một bước nữa, đó chính là tóm lại tất cả những cái thông tin mà mình đã được ghi một cách gọi là ngắn gọn hơn. Thì hôm nay thì chị sẽ giới thiệu cho Ngọc Anh một vài cái sơ đồ nhá. Thứ nhất là mình có sơ đồ hình ảnh. Nó chính là một cái sơ đồ mà có một cái ở giữa là trung tâm với nội dung chính, nội dung lớn nhất của cái bài đó. Và ở bên cạnh sẽ là những cái nội dung như kiểu là luận điểm chính, luận cứ hay là để dẫn chứng ấy. Đấy, kiểu như vậy thì nó sẽ chia tầng bậc ra và em hoàn toàn có thể mở rộng nó ra, nó như kiểu mạng lưới. Còn một cái kiểu sơ đồ này nữa, đó là sơ đồ hình chữ Y, tức là nó dạng của nó hình chữ Y. Em có thể phân chia với sơ đồ hình chữ Y này thì em sẽ khái quát được những kiến thức nó nhỏ thôi, nó không thể bao quát lớn được, hoặc là chỉ là những cái key lớn thôi. Ví dụ trong một bài này có mấy cái nội luận điểm chính thì em sẽ để trong ba cái này. Sơ đồ hình chữ Y. Sơ đồ chữ Y dùng để tóm tắt những nội dung lớn, ví dụ như khi học về tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa. Ta có thể chia làm 3 nội dung chính cần ghi nhớ: giá trị nhân đạo, giá trị hiện thực và nghệ thuật thể hiện. Nghe chị Quỳnh hướng dẫn thì em thấy cách chị Quỳnh giảng cho em cũng rất là dễ hiểu, hướng dẫn cho em rất là dễ hiểu. Và em thấy việc đấy cũng phù hợp với cách tiếp thu của em. Mình đã giới thiệu cho Ngọc Anh rất nhiều sơ đồ để bạn ấy có thể vận dụng vào cách học thuộc bài của mình. Và mình thấy là Ngọc Anh tiếp thu khá là nhanh. Và có vẻ là Ngọc Anh rất là ấn tượng với sơ đồ hình ảnh. Và mình nghĩ là đây sẽ là cái sơ đồ mà Ngọc Anh sử dụng nhiều nhất trong cái quá trình học thuộc sau này. Thì chị đã giới thiệu được cho Ngọc Anh rất là nhiều cái kiểu sơ đồ mình có thể áp dụng trong các cái cách mà mình tóm tắt lại kiến thức rồi. Thì bây giờ Ngọc Anh và chị có thể thử thực hành thử luôn nhá. Có anh thích bài nào thì mình có thể thử vẽ sơ đồ bài đấy. Mình thực hành luôn bài vậy nhá đi chị. Chị Quỳnh đã giới thiệu cho em một cái sơ đồ khác nhau và em thấy cái sơ đồ hình ảnh sẽ phù hợp và em sẽ áp dụng được nhiều nhất, bởi vì sơ đồ hình ảnh họ không chỉ có thể hệ thống ra những ý chính của một luận điểm, luận cứ mà có thể diễn giải ra bằng những cái ý nhỏ hơn, những cái dẫn chứng chứng minh lập luận. Thì đây chị em mình đã sơ đồ hóa tất cả những cái kiến thức có ở trong vở đúng không? So sánh. Đây là cái phần mình viết gọi là truyền thống, mình viết truyền thống ở trên bảng ở trên lớp. Còn đây là cái cách mà mình đã cụ thể sơ đồ hóa ra đúng không? Thì mình có thể thấy rõ được, thấy rõ sự khác nhau luôn. Khi mình là vở nhìn đâu cũng chỉ thấy chữ đúng không? Thì nó sẽ không
có ấn tượng gì khi nhớ lại cái phần đấy nếu mà khi mình cần phải viết ấy. Còn nếu mà nhìn vào sơ đồ thì mình sẽ thấy sự khác nhau, mỗi sơ đồ sẽ khác nhau. Mình sẽ khuyến khích Ngọc Anh làm thêm những cái sơ đồ này với những cái bài học trước đó và sau này nữa, và đồng thời là mình cũng muốn truyền cho Ngọc Anh cái cảm hứng với môn văn ý, bởi vì cái sự yêu thích và đam mê thì sẽ giúp bạn ý học bài sẽ tốt và thích hơn, dễ dàng hơn. Em nghĩ mình chắc chắn phải dùng đến sơ đồ này vào việc học tập văn của em. Từ giờ thì em sẽ áp dụng nó vào tất cả những cái bài văn em học. Mình chỉ hy vọng rằng là Ngọc Anh có thể áp dụng được thật nhiều cái sơ đồ vào cái cách học phù hợp cũng như là ghi chép của mình để làm sao cho nó hiệu quả nhất. Mặc dù em cũng không phải là quá là yêu văn như những bạn ban đê ban đầu, nhưng mà em cũng cảm thấy dễ sống với nó hơn rồi, yêu thích nó hơn một chút. Là tiếng sáo ở đầu làng. Mình tiếp tục nhớ về ngày trước. Mình nhớ là mình thổi sáo giỏi, thổi lá cũng hay như thổi sáo. Và trai làng đứng nhẵn ở chân núi, trai làng đứng nhẵn ở chân vách nhà mị. Vậy là hành trình 6 tháng của Ngọc Anh đã khép lại. Chúng tôi, những người làm chương trình luôn hy vọng rằng không chỉ Ngọc Anh mà tất cả các bạn học sinh khi học một môn học hoặc làm bất kỳ điều gì trong cuộc sống, hãy chọn cho mình một phương pháp đúng đắn và quyết tâm đi đến cùng. Thành công của Ngọc Anh sẽ không chỉ đến từ điểm số, mà đó còn là cả quá trình cố gắng thay đổi phương pháp để biết cách học và thay đổi suy nghĩ về môn văn.